Thưa quý vị, một số hộ dân ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đang dở khóc dở cười vì rơi vào tình huống vừa giải tỏa để nhường đất cho dự án khu công nghiệp Phú Thuận, nhưng khi dời đến khu ở mới thì lại tiếp tục bị giải tỏa để chuẩn bị làm đường kết nối vào khu công nghiệp này. Sau khi nhận 1,1 tỷ đồng tiền đền bù cho hơn 2,5 công đất để tỉnh Bến Tre thực hiện dự án khu công nghiệp Phú Thuận, bà Nguyễn Thị Kim Loan di dời toàn bộ nhà cửa cùng 22 ngôi mộ của gia đình dòng họ về nơi ở mới tại ấp Long Quế, xã Long Định, huyện Bình Đại và được cấp phép xây dựng căn nhà khang trang này để an cư. Vậy nhưng, khi gia đình vừa ổn định cuộc sống, bà Loan lại nhận được thông báo nhà bà và khu mộ nằm trong diện phải giải tỏa để mở đường vào khu công nghiệp, khiến bà và gia đình hết sức hoang mang. Thật sự là tôi trống lỏng luôn, không biết là lo như thế nào nữa. Cái khu công nghiệp đó là bắt đầu dự án là tới 5 năm. Thì nếu mà cái con đường này nó đi vào để nó phục vụ cho khu công nghiệp, đó, thì trong 5 năm đó thì nhà nước lên kế hoạch đi, thông tin cho người dân nắm. Ngoài gia đình bà Loan, một số hộ gia đình khác ở ấp Long Thuận, xã Long Định, huyện Bình Đại cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Theo người dân nơi đây, việc giải tỏa lần hai không chỉ gây bất ổn về tâm lý và xáo trộn cuộc sống cho gia đình. Đặc biệt, phần mộ của gia tộc vừa cải táng xong, nay lại phải dời đi tiếp. Em đã dời từ một lần từ ở ngoài khu công nghiệp về đây rồi. Cho nên cái vấn đề này là vấn đề bức xúc lớn nhất luôn. Không biết tại sao mà không có thông báo trước mà để khi mà em về đây, mồ mã về đây cũng tầm một năm chứ gì, một năm ạ. Mà khi mà biết rồi là đã xong hết rồi. Cho nên gia đình cũng cảm thấy buồn chuyện đó. Theo Ủy ban Nhân dân xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, khi các hộ dân bị giải tỏa lần thứ nhất thì xã chưa nhận được huyện hay tỉnh thông báo về quy hoạch dự án đường. Vì vậy, khi người dân xây dựng nhà cửa, thì Ủy ban Nhân dân xã cũng không biết để thông báo cho người dân về quy hoạch tuyến đường này. Thì cái quyết định thu hồi của khu công nghiệp ta lại làm trước. Thì ở đây thì do tỉnh thì sau đó thì mới ban hành một cái quyết định về cái phê duyệt cái chủ trương mở rộng cái tuyến đường là sao. Dự án này thì quyết định là năm 2020, tháng 7 năm 2020. Thì nhưng mà xã nhận cái quyết định về phê duyệt chủ trương đầu tư thì vào ngày 10 tháng 3 năm 2022 mới nhận được quyết định để triển khai. Do đó thì các hộ dân này đã cấp trước cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong tác mà vận động giải phóng mặt bằng. Qua cái ý kiến phản ánh của cử tri cũng như là đi khảo sát cái thực tế thì cũng đã nắm được cái tình trạng này và cũng đã có cái phản ánh, có ý kiến đến chính quyền địa phương để mà tạo cái điều kiện cho người dân khi mà họ đến một cái nơi ở mới thì nó có thể là được một cái sự ổn định, bởi vì là an cư thì mới lạc nghiệp. Theo người dân, việc lập dự án khu công nghiệp trước đường giao thông lập sau thể hiện sự thiếu đồng bộ trong quy hoạch lập dự án. Ngoài ra, việc không công khai quy hoạch, cấm mốc chỉ giới giao thông quá muộn đã dẫn đến những hệ lụy trớ trêu này.